Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu của tháng 3, không khí lạnh đã được tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Tại đây thì sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nền nhiệt giảm sâu sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày mai. Chính vì vậy mà sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là không cao. Ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng phổ biến chỉ từ 13 cho tới 16 độ. Cũng nằm trong xu thế khu vực, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời rét, có mưa rải rác tập trung vào sáng sớm và đêm. Biên độ nhiệt chỉ trong khoảng từ 14 cho tới 16 độ. Trời rét cả ngày và cảm giác rét sẽ tăng dần vào tối và đêm. Quý vị cần phải lưu ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, thời tiết trong ngày hôm nay và 2 ngày tới khá là tương đồng với các tỉnh thành Bắc Bộ. Cụ thể là tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác sẽ tiếp tục duy trì. Chính vì vậy mà nền nhiệt cũng chưa có cơ hội tăng lên, dao động chỉ trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Đáng lưu ý, từ Quảng Bình xuống tới Khánh Hòa, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ thì ít có sự biến đổi. Thành phố biển Đà Nẵng ban ngày nhiều mây, mưa có thể xuất hiện với khả năng mưa là 70%. Sẽ có mưa mà nhiệt độ vừa phải, dao động từ 23 đến 28-29 độ trời mát. Và nếu có các kế hoạch di chuyển ngoài trời thì quý vị cần phải mang theo các vật dụng che mưa bên mình để phòng những cơn mưa bất chợt. Trái với tình hình rét ở phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng, đặc biệt là tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày là từ 35 cho tới 36 độ, còn khu vực miền Tây Nam Bộ nhiệt độ có phần thấp hơn từ 2 đến 3 độ. Các tỉnh Tây Nguyên thì cao nhất ngày sẽ dao động trong ngưỡng 29 đến 32 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay nhiệt độ cao nhất là 35 độ, trời oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Quý vị nên hạn chế lưu thông vào thời điểm này. Tối và đêm nay thời tiết dịu mát hơn, mức nhiệt hạ về còn 26 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.